Rất vui lại được gặp quý vị trong chương trình luận đàm thời sự trên kênh HJD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Ukraine và Nga đang tiến tới hồi kết. Kính thưa quý vị, việc thiếu quân và mệt mỏi có thể buộc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải ngồi vào bàn đàm phán. Câu hỏi duy nhất là ai sẽ thực hiện bước đi đầu tiên? Gần đây có những dấu hiệu cho thấy cuộc chiến có thể chuyển sang giai đoạn cuối cùng. Đã có một số thay đổi nhỏ nhưng quan trọng, bao gồm cả dấu hiệu suy yếu của cả hai bên. Việc Putin đe dọa phương Tây cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công sâu nhằm vào Nga bằng vũ khí phương Tây là sự xác nhận rằng ông đang lo lắng về việc tiến tới điểm bùng phát không có lợi cho mình. Thay vào đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết trên đường tới Washington rằng trong vài tuần sắp tới, có thể sẽ có một số sự kiện thực sự quan trọng. Tổng thống Zelensky gọi cuộc xâm lược quy mô lớn của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga là một phần trong kế hoạch chiến thắng của chúng tôi. Nhưng thành công chưa được bảo đảm và Ukraine có thể sẽ sớm phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn. Nhiều người Ukraine cảm thấy khó nghĩ đến việc thỏa hiệp. Natalia Nesyura, em gái của người lính tử trận, phát biểu tại Nghĩa trang ở Lviv rằng chiến tranh sẽ kết thúc với cái chết của kẻ xâm lược cuối cùng. Sự quan tâm đến các cuộc đàm phán ngày càng tăng. Gần đây, số người Ukraine bày tỏ sự ủng hộ đàm phán với Nga ngày càng tăng lên, đạt 43%. Tuy nhiên, đa số người dân Ukraine vẫn bày tỏ quyết tâm không khuất phục trước những điều kiện mà Putin cố gắng áp đặt. Họ kiên quyết phản đối bất kỳ sự công nhận chính thức nào rằng người Nga đã chinh phục phần lớn đất nước của họ, hoặc những hạn chế đối với quyền tự do gia nhập NATO hoặc Liên minh châu Âu trong tương lai của họ. Những điều này đã cản trở các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, ngay cả trong điều kiện chiến tranh khốc liệt, vẫn có những liên hệ nhất định thông qua trung gian, chẳng hạn như liên quan đến trao đổi tù nhân. Ngoài ra, còn có những dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi vì chiến tranh trên diện rộng và thậm chí là sự cảnh giác trong xã hội Ukraine. Hàng trăm ngàn người vẫn ở nước ngoài, trốn quân dịch, và trong số những người đang phục vụ, 19.000 người phải đối mặt với cáo buộc đào ngũ hoặc giải ngũ vào đầu năm nay. Vào tháng 5, luật quy động mới có hiệu lực để thay thế thương vong và cho phép những người lính mệt mỏi vì chiến tranh trở về nhà. Những lời phàn nàn đến từ các đơn vị tiên tiến rằng các tân binh thiếu động lực hoặc thậm chí từ chối chiến đấu. Tất cả những điều này đã dẫn tới một mùa hè u ám đối với quân đội Ukraine tại hầu hết Donbass và quân đội Nga hiện đang tiến đến trung tâm vận tải quan trọng Poros. Ở nhiều đơn vị, công suất hiệu dụng giảm xuống còn 1/3 hoặc thậm chí là 1/4. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk là một phần trong chiến lược của Zelensky nhằm đạt được điều có thể gọi là chiến thắng khi mùa đông khắc nghiệt đang đến. Về phía Nga, họ đã đạt được thành công nhưng phải trả giá đắt. Tình báo Anh ước tính tổn thất của Nga trong tháng 7 và tháng 8 vào khoảng 65.000. Ở bên viết, câu hỏi quan trọng, luôn luôn như vậy, trong việc kết thúc một cuộc chiến tranh là liệu hai bên tham chiến có đi đến kết luận rằng họ không đạt được gì nữa khi tiếp tục chiến đấu hay không? Vài tháng trước, người đứng đầu Bộ Ngoại giao khi đó là Dmytro Kuleba khi thảo luận về việc kết thúc chiến tranh đã nói rằng Nga không muốn từ bỏ lập trường cứng rắn của mình. Ông nói, chừng nào người dân Ukraine còn tin rằng đất nước này cần được bảo vệ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Một phần đáng kể cơ sở hạ tầng của Ukraine bị hư hại nặng nề. Nga đánh vào lưới điện Ukraine, tình trạng mất điện vốn đã là vấn đề nghiêm trọng đối với cuộc sống của người Ukraine, có thể gia tăng do thời tiết lạnh giá. Tháng trước, mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn rằng Tổng thống Zelensky đang thực hiện những thách thức mới một cách nghiêm túc như thế nào và rằng Nga có thể sẽ quay trở lại một số hình thức can dự ngoại giao sâu sắc hơn. Hai bên dự kiến gặp nhau tại Qatar để thảo luận về lệnh cấm nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Người Nga đã hoãn các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 8 vì sự tiến công của quân Ukraine gần Kursk.
Tờ Washington Post lưu ý rằng một số nhà đàm phán hy vọng họ có thể dẫn đến một thỏa thuận toàn diện hơn để chấm dứt chiến tranh. Các nhà ngoại giao Ukraine đã nói trong nhiều tháng rằng họ sẵn sàng đàm phán gián tiếp, có thể là ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một trong số các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư. Câu hỏi lớn là liệu có sự thay đổi quan điểm đáng kể nào ở Điện Kremlin hay không? Với sự giúp đỡ của Iran và Trung Quốc, người Nga đã thiết lập được hoạt động sản xuất vũ khí, nhưng họ cũng gặp phải những vấn đề riêng trong việc duy trì chiến tranh. Họ thiếu binh lính được huấn luyện đầy đủ. Một quan chức cấp cao của phương Tây khi xem xét cuộc giao tranh mùa hè này cho biết, điều này có thể không rõ ràng đối với nhiều người, nhưng người Nga đang làm không tốt. Putin không muốn ra lệnh tổng động viên khác như vào tháng 9 năm 2022. Điều này gây ra những khó khăn chính trị trong nước. Thay vào đó, người Nga liên tục tăng lương và tiền thưởng cho quân đội và tìm kiếm lính đánh thuê. Nhưng người Nga hiểu đủ về điều kiện khủng khiếp ở mặt trận, nên ngay cả mức lương khổng lồ như vậy cũng không đủ để bổ sung hàng ngũ cho lực lượng vũ trang Nga. Lưu ý đến tình trạng suy yếu của quân đội Nga, một quan chức phương Tây nói rằng, mặc dù họ đã đạt được một số đột phá cục bộ trong mùa hè này, nhưng họ vẫn chưa thể sử dụng chúng để đạt được những lợi ích lớn. Một số yếu tố khác thu hút sự chú ý ở Điện Kremlin là sự leo thang của chiến dịch tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng của Nga như các cơ sở năng lượng, sân bay và kho lưu trữ. Vào tháng 8, 6 sân bay cách tiền tuyến hàng trăm km bị tấn công. Để nhấn mạnh quy mô của nó, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước Ukraine, Kirill Budanov, cho biết nước ông sử dụng máy bay không người lái có tầm bay 1.800 km. Chỉ trong ngày thứ ba, Ukraine đã phóng 144 máy bay không người lái tầm xa, nhiều chiếc trong số đó đã bay tới khu vực Moscow. Điều này gây tổn hại và sự quan tâm của Nga đối với hướng đàm phán của Qatar cho thấy họ muốn tìm cách ngăn chặn điều đó. Việc Tổng thống Zelensky yêu cầu sử dụng tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp và tên lửa Scalpy của Pháp để tấn công sâu hơn vào Nga rõ ràng là nhằm tăng mức độ thiệt hại cho người Nga. Tên lửa tầm xa của phương Tây có ý nghĩa gì với cuộc chiến Nga-Ukraine? Cuộc đàm phán giữa ông Starmer và ông Biden hôm thứ Sáu được kỳ vọng sẽ được dọn đường cho việc sử dụng các tên lửa này của Anh và Pháp. Những vũ khí này khó có thể mang tính quyết định vì số lượng của chúng sẽ bị hạn chế, nhưng chúng được cho là sẽ cho phép Ukraine thực hiện một loạt hành động nhằm gây thiệt hại cho Nga và đưa vấn đề đến điểm giải quyết. Còn một ẩn số quan trọng hơn, kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Quan điểm phổ biến của các nhà phân tích phương Tây là Putin sẽ chờ đợi kết quả trước khi quyết định phải làm gì. Nếu đó là chiến thắng cho Kamala Harris, người hứa tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine, Putin có thể thúc đẩy lệnh ngừng bắn nhằm cố gắng đóng băng lợi ích của mình ở Donbass, câu giờ để Nga xây dựng lại quân đội. Chiến thắng của Donald Trump gây ra tình thế tiến thoái lưỡng nan của Tổng thống Zelensky, gây nguy hiểm cho nguồn cung vũ khí trong tương lai. Đối với Tổng thống Zelensky, mối nguy hiểm chính trị của lệnh ngừng bắn là rõ ràng. Việc dừng chiến tranh mà không có cách đáng tin cậy để trả lại những vùng đất bị chiếm đóng sẽ giống như một sự phản bội đối với tất cả những người đã hy sinh người thân của họ, nhưng áp lực trong nước buộc ông phải dừng chiến tranh. Biden hôm thứ Sáu đã từ chối cho phép các cuộc tấn công tầm xa hơn bằng tên lửa do Mỹ sản xuất và ám chỉ rằng điều đó có thể thực hiện được với Storm Shadow. Orbán kết luận, Biden có thể nhìn thấy cơ hội để ngăn chặn sự thù địch, và điều đó có thể mang lại sự nhẹ nhõm cho nhiều người, nhưng có thể chỉ đang trì hoãn câu trả lời cho một câu hỏi quan trọng hơn mà một ngày nào đó sẽ phải trả lời. Mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Cuộc chiến ở Ukraine triển vọng xa hơn. Lực lượng chiếm đóng của Nga tiếp tục tấn công ở Donbass, nhưng cường độ của nó có thể giảm trong tháng tới. Một chuyên gia quân sự, thiếu tá lực lượng vũ trang Oleksiy Hetman cho biết, để không mất đà, những kẻ xâm lược cần đạn dược và vũ khí. Chúng tôi cũng đưa tin rằng Biden sẽ sớm rút lại sự phản đối đối với việc Ukraine tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga bằng tên lửa hành trình Storm Shadow của Anh. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng với tên lửa đạn đạo Ajax-M's của Mỹ. Trong những tuần tới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới thăm Hoa Kỳ để trình bày chiến lược giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga.
Đặc biệt, nguyên thủ quốc gia sẽ trình nó lên Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng như các ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris và Donald Trump. Đồng thời, ấn phẩm Bill đưa tin rằng chiến lược này bao gồm yêu cầu cho phép triển khai vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công lãnh thổ Liên bang Nga và việc Ukraine sẵn sàng đồng ý ngừng bắn cục bộ ở một số khu vực trên lãnh thổ Liên bang Nga. Do đó, đây sẽ là tình hình tạm thời đóng băng. Tổng thống Zelensky hiện muốn bỏ hết trứng vào một giỏ và cố gắng đạt được sự rạn nứt trên chiến trường. Chuyên gia quân sự Carlo Marsala từ Đại học Bundeswehr ở Munich nhấn mạnh với Bild, bình luận về kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine. Theo chuyên gia, để làm được điều này, Tổng thống Zelensky cần có quyết định của Tổng thống Biden. Marsala nhấn mạnh rằng, điều này cho thấy Ukraine vốn đang tuyệt vọng đến mức nào. Đồng thời, Tổng thống tuyên bố tại hội nghị Yalta về an ninh châu Âu ở Kiev rằng Ukraine cần các gói viện trợ quân sự từ các nước phương Tây vốn đang bị trì hoãn. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky hy vọng thế giới sẽ thay đổi thái độ với Nga và cuối cùng ủng hộ Ukraine trong chiến thắng trước kẻ xâm lược. Ông nói tại hội nghị Yalta, nếu không, thế giới sẽ thua Vladimir Putin và đó sẽ là một trong những thảm kịch lớn nhất trong lịch sử. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.